Xin chào mọi người và chào mừng mọi người đã đến với lại The Endymion Community. Thì hôm nay sau giải BCVN 2020 vừa qua, sau dịch, cái giải đầu tiên sau dịch luôn, thì chúng ta đã có top 8 của BCVN. Đó là anh Hoàng, chị Đức Orcus. Thì cảm nghĩ của anh Hoàng như thế nào về giải hôm nay? Giải hôm nay thì mình thực ra cũng rất là bất ngờ. Tại cũng không nghĩ là mình sẽ vô top 8, nhưng mà sau nhiều cái game rất là căng thì cũng qua được. Ok, thì cái decklist của anh Hoàng khá là thú vị theo mình nghĩ. Đó là một decklist ok, nhưng mà có thêm những rất nhiều thứ thú vị, và chúng ta sẽ cùng coi decklist của anh Hoàng nha. Deck này của mình á, tổng thể là mình sẽ đánh theo kiểu control, mình lock. Ok, thì là combo cuối cùng sẽ là Winda lock. Ok, Winda lock. Thì thứ tự là mình sẽ kẹt là 3 maxi. Ok, 3 maxi. 3 ash. 3 ash. 1 valor. Thì để mà quay được combo thì mình cần một cái extender. Thì mình chọn cái Tenji khá là thú vị. Anh hãy giải thích rõ thêm một tí về cái tội danh Tenji để mọi người biết, tại vì nhiều người có khi không biết. Tenji thì nó sẽ có một cái lợi điểm là khi mình đi trước thì mình có thể special xuống nó, là xem nó như là một monster extend. Nếu mình đi sâu thì mình có thể là mình sẽ nó thành một cái công cụ để bắn, kết hợp với lại tại vì token của mình là mình có thể chạy token bằng Gisu. Okay. Hoặc là mình dính đi Viru thì mình sẽ có kẹt để mình extend thêm. Okay. Thì một cái điểm thú vị của hai con Tenji này đó chính là tụi Tenji nó nhảy không có tạo chain, cho nên là nhảy sẽ không bị dính maxi, và cái đó là một cái điểm khá là thú vị của này. Rồi, anh tiếp đi. Tiếp theo là mình có một Outburst này kẹt mới trong Rise of the Duelist. Thì okay, là con này thì là Super Bully. Thì là để mình làm material cho Winda. Ok, hợp lý. Tiếp theo là Standard của Orcus thì có 3 Scrap. 3 Scrap. 1 Armageddon Knight, 3 Gisu. Ok, thì cái vui vẻ đó chính là cái con mà Outburst thì lại khá ít người dùng ở trong Ragma thuần, nhưng mà anh ấy lại chọn cái con này làm cái ở trong cái Ragma này, cho nên khá là thú vị. Thì combo đi quét tới cái con đó thì là mình sẽ anti. Ok, mình đẩy mình sẽ đẩy Apollon, đó là mình hẹn Outburst. Ok, hẹn Outburst. Ok, hợp lý. Và từ Apollon có thể lấy Rock Shadow, Shadow Rock và Discard trực tiếp. Hợp lý. Thì coi như là một kẹt combo, thì tên sau là mình là có sẵn chắc chắn là một Winda. Nếu combo này không bị này gây thì nó là một chắc chắn một Winda. Hợp lý. Và thậm chí cái này còn chưa cần normal summon nữa, cho nên là đúng rồi, rất là mạnh. Mình có thể chạy tiếp Orcus. Ok, nó cũng không có bị restrict gì nữa. Đúng. Thì là Ragma là mình chỉ run một con Outburst với lại ba Disciple. Disciple of the Nadia. Ok, khá mạnh. Rồi, bởi vì Orcus thì mình chỉ là đánh phụ thôi, cho nên là mình tối giản hết, mình cứ lấy mọi thứ. Ok, hợp lý. Nhưng mà cái engine này nó vẫn lại khá là hiệu quả. Đúng rồi. Tại vì thực sự ra thì Galati đang bị limit rồi, cho nên là mình đẩy nhiều cũng không xài. Đúng rồi. Chỉ khi bạn đánh Orcus thuần. Fusion thì mình sẽ sử dụng là 2 Super Bully. Ok, 2 Super Bully. Cái này là vẫn standard. Và Instant Fusion thì là để thứ nhất là mình thay thế cái Red Eye Fusion. Tại vì cái con này thì nó phải đi cặp với lại Dinkisu. Đúng rồi. Con này nó thì đi cặp với Dinkisu. Dinkisu rồi mình Anaconda, hoặc là thậm chí là mình anti nó luôn trực tiếp. Mình đi tách, mình bảo vệ nó, mình sẽ lock được một tên. Đúng rồi. Cái combo này khá cũ nhưng vẫn là của cái combo hiệu quả của tụi Orcus. Foolish. Foolish đi rồi, lấy extender hợp lý. Thì cái feel để xài Dinkasu dung lực ốp, cái này không có gì để nói. 3 chỉ tay. Ok, hand chat thì nó vẫn, deck này nó vẫn khá sợ hand chat. 2 chỉ kiếm. 2 chỉ kiếm, anh này nói lý do mà tại sao anh không chơi 3 cái chỉ kiếm để. Tại vì hiện nay là được các deck là ít xài, đã bắt đầu ít xài hand chat lại rồi. Nó không xài nhiều. Cho nên mình sẽ bớt cái này lại. Hợp lý, với lại nó đỡ bị brick khi anh roll 2 chúng nó nữa là mệt á. Ok. Về trap thì mình có Bane Infinite vẫn là hình chấp mạnh nhất game. Shadow Rock là combo của cái
với một cái Vanity, Vanity. Thì con này là thay con Winda nếu mà mình đúng rồi, ra lên được con đó là gần như win. Có cái này lên trên tay là gần như win đó. Ok rồi, giờ tới extra. Extra thì liên một là có Kenji nè. Ok ok, với lại liên Kuribo. Ok ok, liên Kuribo. Dạng liên hai là có hai Panda. Đây là Panda IP hai mẹ, có lại là phổ biến rồi. Ok IP để liên con. Con này có IP nè, chứ để mọi người nhìn thấy cái này nó hơi sáng tí. Rồi từ gọi tiếp nha. Orcus thì mình xài là một Gladia, một okay. Long Yesu, hai đêm. Ok, tỷ lệ cũng bình thường. Thì bởi vì mình phải con này là Limba nên mình sẽ thiếu một material, cho nên là mình mới phải nhét Tenji vô để stand ra được. Hợp lý. Liên 4 thì do là nói chung là cũng nó hơi chật chội, mình chỉ chọn là Cisco Joker, bởi vì là mình có thể là mình có Tenji với lại File, mình sẽ bắn hai cái như một tác ba. Hợp lý. Này thì là Super Bully Target, ok, Target Super Bully. Winda với Apollon thì đã đi combo. Rồi thì extra deck thì mình sẽ không side deck thì mình sẽ không đề cập tới, tại vì cơ bản là đó là một cái cách sai của mỗi người tùy, và có người thích sai cái này, có người thích sai cái kia. Và nói chung là cảm ơn anh Hoàng vì đã cho mọi người thấy được cái decklist ô kết khá là thú vị của anh, và chúc mừng anh là top 8. Hy vọng sẽ gặp anh trong những cái lần top tiếp theo nha, và cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau.